Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đây là một sản phẩm túi sách đầu hình hến. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt giãn sản phẩm này. Để làm một sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị, thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút dạ, thứ ba là một chiếc kéo, và cuối cùng là hồ dán.